Những cái chi tiết được chạm khắc rất là tinh vi và dùng cái kỹ thuật mà những cái mảnh bể ghép lại thành nguyên hình như vậy nè, các bạn nhìn thấy hay quá chừng. Đẹp chi đó bể. Công nhận người xưa thật là siêu ha con ha. Dùng những cái mảnh chén để ghép lại đó ba. Cái này nó có vẻ rất là giống giống đồ chén kiểu ở Sóc Trăng. Con thì lại thấy mẹ á. Giúp cho con mẹ. Con thì lại thấy giống như là phương pháp của kiến trúc sư của giáo đường Sagrada Familia. Hay quá ta. Con nói giống 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 cái gì con nói lại đi. Thánh đường Sagrada Familia. Yeah. Thôi bây giờ tôi đi vào đây. Đây, phía đầu nè, giới thiệu về hình rồng đi. Đây là một con rồng đang thả miệng ra. Hai bên là hai con rồng, tuyệt vời quá. Đó, hôm nay thời tiết rất là chiều lòng người ha, rất là mát mẻ. Không có một bầy cá kìa. Mình đi xuống dưới mình coi nha. Chúng máy bay, máy bay, máy bay. Máy bay, máy bay, máy bay. Trời ơi, nguyên bầy cá luôn kìa. Wow. Lại nó xin ăn á. Chị ơi. Chị ơi. Chị đâu? Go with mom. Dạng người quá ha. Chuyện của nó khi cao xong rồi, hy vọng gia đình chúng ta sẽ có một chuyến tham quan. Wow, và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video sau. Và nhớ đón xem trên kênh YouTube Sushi Rang Khoi và Siro Khoi Nguyên của em nhé. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn đi tham quan tiếp đây. Yo. Và ngày hôm nay thì thời tiết rất là chiều lòng người, bởi vì hôm nay gió rất mát mẻ. Nhưng lúc mình chưa đến thì rất là mưa. Yeah. Bạn hãy nhìn chữ trên của mình xung quanh toàn chữ gì vậy? Mà ngôi chùa này giống như là đang vô trong bài 2 triệu năm vậy, xung quanh toàn là nước. Xung quanh toàn là nước con đúng không? Yeah, chúc gia đình chúng ta có một chuyến tham quan miếu nổi Gò Vấp thật là thú vị, và mời các gia đình khác hãy cùng đến đây để tham quan nha. Chỉ tốn 5 phút đi phà thôi là chúng ta đã đi đến khu vực này rồi. Bye bye, happy holiday.